Khi trưởng thành là một hành trình đầy khó khăn. Con nghĩ là đến trường vui lắm, nhưng mà nó không phải vậy. Các bạn cứ gọi con là người ngoài hành tinh, xua đuổi con nữa. Con cảm thấy rất là tồi tệ. Và sự đồng hành của ba. Bố con làm ruộng, làm rẫy để đủ tiền và lo cho gia đình. Ngày nào cũng vậy, dù có mưa, có nắng thì bố cũng đưa đón con hàng ngày. Đón xem Mảnh Ghép Hoàn Hảo với câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình cùng con trưởng thành. Được phát sóng vào lúc 19h35 phút thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023 trên VTV9.